Với chương trình học guitar 2018 dĩ 2 sẽ gồm 5 phần: học guitar điểm hát hai điệu Latin, mới tiếp theo là calypso và cumbia. Hai điệu này hay và khó, ta sẽ học nguồn gốc lịch sử ra đời và từ tiến hóa. Học viên sẽ luyện tập văn bản điệu thức và thực hành bài hát kèm theo nhạc Việt đó các bạn, và cả nhạc tiếng Anh ha. Học bổ sung điệu rap, beat hip hop. Phần thứ ba, học viên sẽ học kiến thức cây nhịp điệu, khảo sát tiến trình và ứng dụng tình huống cây nhịp điệu. Tình huống cái nhịp điệu sẽ gồm 11 tình huống các bạn. Cái này rất là hay, chúng ta áp dụng để ta điểm hát rất là sinh động ha. Phần thứ tư, học viên sẽ học ứng dụng outro cha cha để áp dụng khi mà đàn out chấm dứt điệu cha cha, các bạn có skip kèm theo. Học điểm hát 6 bài nhạc trẻ. Bài hay nhất là bài Ánh Nắng Của Anh với 4 cách đờn ha, ca sĩ Đức Phúc và Khắc Hưng sáng tác. Cả rock ballad chậm áp dụng cho rock ballad ca sĩ Đức Phúc, Bao Giờ Lấy Chồng của ca sĩ Bích Phương các bạn. Điệu xuyên phóc kỹ thuật mới gồm 2 cách đánh. Bài cũng tương đối cũng xưa rồi các bạn, Một Nhà của nhóm Đà Lạt, tổng điểm fingerstyle mà modern style gồm 5 cách đánh khác liên tục ha. Bài Nắng Xa Dần, Nắng Ấm Xa Dần, thể loại rap soul R&B, 2 cách điểm, tất cả đều có sheet đó các bạn. Nơi Này Có Anh của Sơn Tùng ATP, hip hop rap nhanh ha, áp dụng kỹ thuật double core, 2 cách đánh. Xin Được Lặng Yên của ca sĩ Subin Hoàng Sơn, sáng tác Dương Khắc Linh, thể loại pop ballad, 3 cách đánh. Quý khách có nhu cầu mua DVD xin liên hệ điện thoại 0906486997 gặp anh Ngô, hoặc là liên hệ mail Nguyễn Duy Ngon 259@gmail.com. Tất cả những bài này đều có sheet và nói bản nhạc ký âm kèm theo. Xin cảm ơn các bạn. Đến với chương trình học guitar 2018, chúng ta sẽ học điệu calypso các bạn ha. Điệu này nó gần giống như điệu samba và cha cha cha, nhưng loại này có hai loại ha. Một loại hơi chậm, tức là tempo từ 85-90 các bạn, cho những bài gần giống rumba ha, Jamaica, Farewell 8 bit á, Yellow Bird, Tiếng Sát Thiên Thai, Happy Birthday, Paloma, điệu tango ha. Rồi là nhanh á, thì từ 90 trở lên tới 115 là tối đa các bạn. Thì những bài như là Phố Hoa, điệp khúc nó là samba, Tiếng Trống Cao Nguyên ha, rồi vũ khúc Thần Tiên. Các bạn lưu ý khi chơi điệu này, khi là chơi thực tế và có trống, công ga, trumpet, trombone vân vân và nhiều bài gõ khác. Còn mình chơi guitar thì chỉ là mô phỏng các bạn ha. Thật ra những cái bài nhạc kê trên đây đã được Latin hóa rồi ha. Chúng ta có những cái bài mà trên mạng chúng tôi đã tìm thấy được, nó đã chơi trên này, tôi mới thống kê được các bạn. Nhất là cái nhạc của Anh, mà Anh English, nhạc Anh được Latin hóa. Và có những cái nước như Sri Lanka hay là nước Nam Mỹ các bạn, có bằng nhạc chỉ chơi có hai điệu calypso với là bachata đó các bạn ha, chơi đám cưới đó. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn đến với chương trình học guitar 2018 và điệu calypso các bạn. Calypso nó sẽ có 4 cách đánh các bạn, để thống kê đó là mô phỏng, thấy không? Cái đó thứ nhất là calypso Latin các bạn ha. Nó giống như samba của mình ha, samba thường, samba thì khúc 2 á, bùm chắc nó bùm chắc 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 bùm chắc 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 bùm ha, chắc chắc chắc. Rồi cái này điệu khúc samba, điệu samba thì biết rồi ha, bùm chắc chắc đập chắc bùm ha, vân vân. Bùm chắc chắc đập chắc bùm. Rồi chúng ta thấy đó, cái điệu finger ha, finger 1 và finger 2. Finger 1 thì cho mấy cái điệu nhanh ha, nhanh Latin, còn finger 2 là mấy cái điệu giống rumba các bạn. Ta sẽ đi từng cái điệu ta đánh ha. Ta đánh mô phỏng theo cái tiếng nhạc các bạn, tiếng trống ha. Và ta nghe cái trống ta đánh ha. Tức là cái điệu 1 các bạn ha. Nè. Ta sẽ coi cái tempo các bạn, quan trọng lắm nha. Tempo nó từ 98 với trung bình ha. Nè. Vâng vâng đó. Rồi cái thứ nhì đó các bạn là điệp samba ha, điệp khúc samba ta đánh nhạc các bạn. Rồi thằng kế tiếp là cái phần mà finger của nó là hai cái finger các bạn ha, ta lấy hai finger. Finger 1 và finger 2 ha. Finger 1 đánh nhanh các bạn, đánh nhanh ha.
tầm 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 son son mày, do mi son do son mày ha, do mi son do son mày ha, vậy đó. Do mi son do son mày, do mi son do son mày vân vân. Các bạn sẽ nghe cái phần minh họa một số cái bài nhạc hòa tấu các bạn ha. Nhất là chúng ta sẽ lấy cái minh họa của cái bài phố hoa đó cho nó dễ ha. Cảm ơn các bạn. Đối với chương trình học guitar 2018, chúng ta đánh cái điệu Calypsoli Latin các bạn ha. Và điệp khúc của nó là Samba các bạn ha. Hai cái cách viết giống nhau nhưng mà cái kia nó đập ha. Đây là nền trống Samba, cái điệu của Calypso các bạn ha. Nụ hoa thắm những dòng sương ban mai ha. Làng mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Ta làm lại các bạn ha. Nụ hoa thắm những giọt sương. Ta ngắt cái các bạn ha. Ta ngắt cái. Nụ hoa thắm những giọt sương ban mai. Nhìn làng mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Tên thang phố hoa nắng vừa lên. Ôi rồi anh đi với em giữa trời xanh em ơi. Đó là điệu Calypso các bạn ha. Nụ hôn đó những lời yêu mê say là mùa xuân mãi mãi chỉ cần anh bên người. Đôi khi hờn ghen đôi khi gần nhau vu vơ nhưng trong lòng em có thấy tình yêu chào anh. Đó là điệu khúc của bạn. Câu chuyện xưa đưa ước mơ một lời nói theo là gió êm đềm cho anh giấc mây cho anh ngất ngây vì yêu em đã à. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn đến với chương trình học guitar 2018. Sau đây là chúng ta sẽ đánh cái tiết độ điệu Calypso Latin các bạn, mà nó là cái giống như là Samba 2 các bạn ha. Điệp khúc là Samba ha. Đánh như các bạn. Ta đánh tôn tôn sơn thứ cho nó dễ ha. Chúng ta có thể đánh bằng cái phím được ha, cho nó lớn lớn rõ các bạn vậy nè. Nụ hoa thắm những giọt sương ban mai. Chân đang nhẹ trôi trên trời. Đêm thang phố hoa nắng vừa lên bối rối. Anh đi với em giữa trời xanh. Anh ơi, nụ hoa đó những lời yêu mê say. Là mùa xuân mà chỉ cần em bên người. Đôi khi hờn ghen đôi khi giận nhau vu vơ. Nhưng trong lòng anh còn tìm tình yêu. Đến điệp khúc các bạn. Một ngày nắng rơi hồng mắt em cười. Em như đang tìm một câu chuyện xưa ước mơ. Một lời nói theo lời gió em đêm cho anh ngất ngây vì yêu em. Xin cảm ơn các bạn. Đó là cái điệu Calypso mà ta đánh hai cái kiểu ha. Ở trong này thì chúng ta có không có cái phần điểm finger các bạn ha. Một số bài hòa tấu thì ta có finger. Sau đây chúng ta sẽ theo dõi phần hòa tấu Calypso theo cái điệu Calypso Latin mà nó có phần finger các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn đến với chương trình học guitar 2018. Sau đây là chúng ta minh họa cái Calypso ha, Latin. Và điệu khúc Samba. Cái Calypso Latin nó giống cái Samba 1 các bạn. Ta đánh cho nè ha. Ta dùng tông pha thứ để cho thầy dễ hát ha. Nụ hoa thắm
giọt sương ban mai, những làn mây trắng đang nhẹ trôi trên trời. Trên thang phố hoa nắng vừa lên bồi rồi, đừng đi với em giữa trời xanh em ơi. Nụ hoa đó những lời yêu mê say, là mùa xuân mà chỉ cần anh bên người. Đôi khi hơn ghen đôi khi hơn nhau phù vơ, nhưng trong lòng anh vẫn tin tình yêu chào anh. Một là điệp khúc Samba các bạn. Một ngày nắng rơi hồng em cười, em như đang tin một câu chuyện phụ nữ ước mơ. Một lời nói theo làn gió êm đềm, cho anh ngất ngây vì yêu em. Đó là cái đánh calypso các bạn ha. Thì trong calypso đó chúng ta có thể minh họa hoặc là cái mô phỏng ha. Nên đó bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe cái phần hòa tấu các bạn. Chúng ta sẽ nghe cái phần minh họa mô phỏng cái phần finger nó có cái đạo phách các bạn. Do mi sol do là vậy ha. Do do sol mười ha. Cái finger 2 các bạn. Ha. Ha. Ừ. Nghe là ta bắt đầu theo cái này ha. Và bắt đầu. Tiếp đoạn các bạn, tức là phần đầu tôi sẽ đánh cái calypso finger 2 các bạn ha. Là cái này các bạn, này này, đồ đồ mi son đố ha, đồ mi son đố son mì ha, chưa đồ mi son đố son mì, đồ mi son đố son mì. Chúng ta sẽ nghe lại cái này các bạn ha, nghe lại. Đồ mi son đố son mì, đồ mi son đố son mì son ha. Fa đây, hát ra thăm một pha cái gam nữa các bạn, bắt đầu rồi. Đến với chương trình học guitar 2018, sau đây ta sẽ minh họa cái ba calypso, các ba điệu các bạn. Đầu tiên là sẽ ta đánh cái giai điệu móc đơn ha, móc đơn bắt đầu chấm các bạn ha. Nó tùm tùm tùm, nó giống như là trong cái là tùm 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 tấp liền các bạn ha. Tùm 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 tấp, tùm 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 tấp. Sau đó chúng ta qua cái phần đạo phách ha, rồi chúng ta qua samba các bạn ha. Cái này là tằng tằng tâm tắc, tùm 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 tắc ha, ta nghe nó liên tục vậy các bạn ha. Như vậy nè, tùm 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 hát đi cũng ha. Bắt đầu ta sẽ đánh ba cái điệu rồi bắt đầu ta vô vào. Thank you.
cảm ơn các bạn. Đến với chương trình học guitar 2018, chúng ta có thêm một calypso, calypso đảo phách các bạn. Đảo phách này là trong sách của nhạc sĩ Y Vân hay các nhạc sĩ khác có bùm đảo phách với cái này nghịch phách các bạn. Đảo phách, đảo phách thì đánh giống như là rap soul, còn cái nghịch phách này đó thì nó đánh đánh lên xuống nè, chát 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 ha, làm lại cái này nha, chát 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 ha, ta đánh nhịp trống vô nè, nó đánh vừa nữa các bạn ha, nè thì nó nhanh quá nè, chát 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 nè, chát 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 bùm, nó dễ hơn các bạn. Nếu mà đánh chát thì khó đánh lắm mà nè, bùm chát bùm, bùm chát bùm bùm chát bùm, bùm chát bùm bùm chát bùm, bùm chát bùm bùm ha, chát bùm bùm chát bùm bùm chát bùm bùm chát bùm bùm ở này không lại, chát 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 vân vân. Khi đánh cái này các bạn điệp khúc thì chúng ta sẽ đánh lại cái phần mà samba cho nó dễ các bạn ha. Thì có cái bài tiếng trống con nguyên các bạn ha, của nhạc sĩ Y Vân đó, ta sẽ đánh cái bài này. Trước khi mà chúng ta sẽ đánh cái bài đó thì cái bài tiếng trống con nguyên á, thì lần đầu tôi sẽ đánh là calypso nghịch phách đó. Rồi cái phần thứ hai á là chúng tôi sẽ hát calypso đảo phách, phần điệp khúc á chúng tôi sẽ hát là cái phần gọi là điệp khúc là samba các bạn ha. Trên hát đó, thầy sẽ hát cái tông son thứ cho nó dễ, tại vì cái giọng của hướng dẫn viên á là nó hát cái giọng la thứ không được ha. Xin cảm ơn các bạn. Bạn đến với chương trình học guitar 2018, tôi sẽ tập cái nghịch phách các bạn trước ha. Ta đánh cái này trước, thầy đánh viên sẽ đánh cho các bạn theo ha. Chát chát nè, chát nè, xuống lên ha, lên xuống vân vân ha. Chát 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 chát, tôi sẽ nghe lại đánh lại ha. Nè, chát chát ha, chát 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 là các phần calypso đảo phách các bạn, nó giống như rap soul ha. Người ta đánh như này, chát bùm chát bùm, hay y vậy nha bạn. Chứ đánh chát này ta thấy lộn cái này ha, bùm chát bùm, bùm chát bùm bùm, bùm bùm chát bùm bùm ha, bùm 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 chát bùm. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái bài tiếng trống công nguyên các bạn ha, nè ha. Ta sẽ đánh hai điệu ha. Ta sẽ đánh trước cái phần medium nghịch phách các bạn ha. Từng hồi trống sẽ tan đêm buồn, lửa bùng lên sáng soi từng đêm, trống của rồi đêm không còn vắng, trống vang rồi giao như dịp sông những thôn làng, đêm nay hồi trống núi rừng cao nguyên, người miền núi muốn ôm khung trời đêm hạnh phúc giữ trong vòng tay, của dòng suối múa cho điều thân vương bờ núi, múa cho điều chân đi thẳng tới quãng đời ngày mai. Anh chẳng thành nắm định, đây là trà samba các bạn, đường say kia hàng sao hòa bóng dòng đời.